Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Mắt ta còn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thôi, Maria đã chọn phần tốt hơn. Cái phần tốt hơn mà Maria đã chọn đó là lắng nghe lời Chúa. Giờ đây chúng ta đến đây tham dự thánh lễ, nhưng có lẽ tâm hồn chúng ta cũng đang lo lắng về đủ mọi chuyện. Chúng ta hãy bắt chước Maria, dẹp bỏ mọi việc để chú tâm lắng nghe lời Chúa, và chính lời Chúa sẽ giúp chúng ta giải quyết ổn thỏa mọi công việc. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm cầu nguyện, cầu cho các ân nhân và hội viên, với nhóm lòng thương xót, hiệp hội Mến Thánh Giá, cầu cho các linh hồn. Dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên. Dâng lời tạ ơn, cầu cho linh hồn Anton, Anna, Vicente, Giuse, Đa Minh, Rosa, Maria, Anna, Giuse Maria, Benedicto, Veronica, lấy dấu 10 năm linh hồn Phêrô, và tạ ơn Chúa kỷ niệm 10 năm hôn phối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa Giêsu Kitô,
Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Áp-ra-am dưới giòm cây ở Ma-rê. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện đứng gần ông. Vừa trông thấy từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy lại sức, rồi lại sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Áp-ra-am liền vào lều và bảo Sa-ra: Hãy mau mau trộn 3 đấu bột làm bánh. Còn ông chạy đến đàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Áp-ra-am rằng: Sa-ra bạn ông đâu? Ông trả lời: Kìa, bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp: Độ này năm sau, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, bạn ông sẽ được một con trai. Sa-ra đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác. Sa-ra đã qua thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng: Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao? Chúa phán cùng Áp-ra-am rằng: Sao Sa-ra lại cười mà rằng: Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có gì khó đâu. Theo đúng kỳ hẹn, độ này năm sau, ta sẽ trở lại thăm ông. Cả hai vẫn mạnh khỏe, Sa-ra sẽ được một con trai. Sa-ra chối mà rằng: Tôi không có cười, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại: Không đúng, bà có cười. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ai được ở trong nhà Chúa? Lạy Chúa, ai được ở trong nhà Chúa? Người sống trong sạch và làm điều ngay chính, người niệm suy lẽ thật trong lòng, lưỡi không đặt điều gian trá, người không làm hại tha nhân.
người thân cận. Người coi khinh kẻ gian tà và tôn trọng ai kinh sợ Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ, tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa. Đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Nhưng Thầy bảo em tôi giúp tôi với. Chúa Giêsu đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Bài đọc 1 và bài tin mừng hôm nay xoay quanh việc ân cần tiếp đãi khách.
Vì vậy mà có thể gọi Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật của lòng hiếu khách. Trong thời buổi kinh tế khó khăn chạy ăn từng bữa, hình như ở xã hội chúng ta đang sống, cái lòng hiếu khách đã trở nên như một thứ xa xỉ phẩm. Cảnh nghèo làm cho đa số chúng ta quên mất cái tập tục ân cần tiếp đãi khách của người Việt Nam. Thà thường ngày trong gia đình ăn muối mè dưa mắm, nhưng mà có khách đến chơi thì cũng phải xoay sở có thịt quay cá rán hay giết gà giết vịt để mà thiết đãi khách. Bài đọc 1 và bài phúc âm hôm nay cũng đề cập đến lòng hiếu khách của dân tộc vùng Cận Đông, thể hiện qua cách thức ông Abraham lễ phép chào hỏi và mời mọc khách qua những công việc khiêm tốn như lấy nước cho khách rửa chân. Và nhất là Abraham cũng như Martha trong bài tin mừng đều đặc biệt chú ý tiếp đãi khách bằng một bữa ăn thịnh soạn. Trong khi đó thì Maria chăm chú lắng nghe trò chuyện với khách. Lòng hiếu khách của Abraham thì đã quá rõ ràng, tưởng không có gì phải bàn. Giữa trưa hè nóng bức, bỗng có ba người khách lạ đi qua. Ông bật ngay dậy, chạy ra đón tiếp họ, rồi bưng nước rửa chân cho khách, bảo vợ lấy một bột làm bánh, và ông bắt bê giết thịt, dọn bữa, đứng bên hầu khách. Câu chuyện trên của Abraham cần được đặt trong toàn bộ lịch sử cứu độ. Nó gắn liền với lời hứa của Thiên Chúa, bởi vì chính ba người khách này đã tiên báo cho Abraham và Sarah biết là sang năm họ sẽ có một con trai, mặc dù lúc này bà Sarah đã 70 tuổi. Và nhờ đó Abraham sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc được tuyển chọn, tức là dân Do Thái. Sứ mạng cao cả và thiêng liêng đó, Thiên Chúa chỉ có thể gửi gắm cho Abraham, kẻ đã hết mực kính trọng con người, đã cư xử với khách như một gia nhân hầu hạ chủ. Thái độ này càng tỏ rõ ông xứng đáng là cha của các dân tộc như lời Chúa đã hứa. Chúng ta cũng có thể thấy cái mối liên kết giữa câu chuyện Abraham tiếp khách này với câu chuyện Martha và Maria tiếp đãi khách trong bài tin mừng. Vì khách đến nhà trong cả hai câu chuyện đều chính là Thiên Chúa. Ba người khách đến nhà Abraham, ngày nay đa số các nhà chú giải Kinh Thánh đều cắt nghĩa đó là ba ngôi Thiên Chúa, mặc dù Abraham không hề biết đó là Thiên Chúa. Còn Maria và Martha cũng mới chỉ coi Đức Giêsu là một vị thầy trong dân Israel mà thôi. Nhưng mà dù vậy, cả ba người đều đã tỏ rõ lòng mến khách, tôn trọng người đến nhà mình. Và nếu đặt cả hai câu chuyện trong một khung cảnh thì sẽ thấy dường như Martha cũng muốn làm hệt như Abraham, nghĩa là làm hết sức có thể để khách được vui, được thoải mái, được hài lòng. Cho nên chị mới thưa với Chúa Giêsu để cho Maria tiếp tay với mình dọn cơm làm cỗ. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại nghĩ khác. Cái việc tiếp đón chu đáo và đúng nghĩa nhất đối với Ngài là lắng nghe lời Ngài. Còn ngoài ra chỉ là phụ thuộc. Người khách như Chúa Giêsu đến với gia đình Bethania hẳn không phải là để được hầu hạ, được tiếp rước, được ăn uống, mà là để ban phát, để thiết tiệc lời hằng sống. Do đó mà cái ưu tiên số 1 không phải là cho Ngài ăn gì, uống gì, mà là lắng nghe lời Ngài. Bởi vì có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, ta có một của ăn mà các ngươi không biết. Vậy của ăn đó chính là hãy loan báo tin mừng về nước trời. Cho nên cái đòi hỏi căn bản với những ai thực sự muốn theo Ngài đó là hãy lắng nghe và thực hiện lời Ngài. Thì điều đó Maria đã làm, cho nên Chúa mới nói Maria đã chọn phần tốt hơn. Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay là một gợi ý để chúng ta kiểm điểm lại cách sống đạo và cử hành đạo của chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng như cả giáo hội nhiều khi bị đặt dưới cái cơn cám dỗ là sao nhãng những cái chính yếu để chạy theo những cái phụ thuộc, chỉ chú trọng vào việc tổ chức, việc trang hoàng cho một buổi lễ được long trọng,
mà lại quên mất cái phần quan trọng, đó là lắng nghe tiếng Chúa cũng như sống tinh thần của buổi lễ đó. Vì thế mà lời của trách của Chúa Giêsu đối với Mát-ta cũng là lời Chúa đang của trách chúng ta ngày nay. Mát-ta còn lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay đặt cho mỗi người chúng ta một câu hỏi. Chúng ta đã đón tiếp Chúa như thế nào trong cuộc sống thường ngày? Với ước mong được đón tiếp Chúa thật xứng đáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh là đại gia đình gồm những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình này luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hiện nay có biết bao người không chốn nương thân, sống cảnh màn trời chiếu đất, không ai ngó ngàng gì đến họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống không nhà không cửa, tìm được một chỗ ở xứng hợp với nhân phẩm của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hàng ngày trước mắt chúng ta có biết bao người nghèo là hiện thân của Đức Kitô bị bỏ rơi, bị hất hủi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết quảng đại nâng đỡ những người bất hạnh trong xã hội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời.
Lời Chúa xin cho lòng chúng con trở nên thừa đất phì nhiêu, hầu đón nhân hạt giống lời Chúa và làm cho sinh hoa quả kết quả dồi dào. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa là Cha nhân từ. Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ta Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lời Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hương phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thank you.
Lời Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lời bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chi đến, cho chúng con
Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và ân ngoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Tối thứ năm này trong giờ chầu sẽ tĩnh tâm cho giới hiền mẫu để chuẩn bị mừng lễ Anna vào tuần sau. Và trường Hai Bà Trưng nhờ thông báo gia đình nào có con năm nay bắt đầu gia nhập trường Hai Bà Trưng thì xin đến làm nộp hồ sơ xin nhập học từ nay cho đến thứ ba này là hết hạn. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.